chị gái Ninh Dương Lan Ngọc hiếm hoi lộ diện, nhan sắc như hoa hậu gây bão cõi mạng. Ninh Dương Lan Ngọc từ lâu đã được biết đến với hình tượng ngọc nữ của màn ảnh Việt. Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, tính cách hóm hỉnh, dễ thương. Điều đáng chú ý là thông tin về gia đình của nữ diễn viên khá nhỏ giọt, không được nhắc đến nhiều trên các bài báo hay mạng xã hội. Đây cũng chính là cách mà Ninh Dương Lan Ngọc bảo vệ người thân khi mình nổi tiếng. Tuy nhiên, những ai yêu mến và theo dõi nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đều biết cô nàng có một người chị gái vô cùng xinh đẹp tên là Lan Anh. Trên trang cá nhân, hai chị em thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời tư vui vẻ bên nhau. Chị gái nữ diễn viên nhiều lần cùng em gái tham gia các sự kiện và được đông đảo khán giả giới truyền thông quan tâm. Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ đằng sau thành công của cô không thể thiếu vắng hình bóng của chị ruột. Ninh Dương Lan Anh chính là người chị, người bạn, người mẹ thứ hai thân thiết nhất trong gia đình nữ diễn viên. Chị gái cô luôn đồng hành cùng em gái trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Chị em nhà Ninh Dương Lan Ngọc có xuất thân trong một gia đình khó khăn. Mẹ của nữ diễn viên từng đi bán trái cây ở chợ. Chính vì thế, cả hai đã ý thức vươn lên khi còn bé. Ninh Dương Lan Anh không theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật giống em gái. Thay vào đó, cô tập trung kinh doanh, cải thiện kinh tế gia đình. Lan Anh lập gia đình sớm, hiện đã trải qua cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con đủ nếp đủ tẻ. Trải qua 10 năm hôn nhân, chị gái Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ được vóc dáng nụt nà, ngày càng thêm viên mãn. Chị gái Lan Ngọc sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười sáng, sống mũi cao, nước da trắng mịn giống hệt mẹ ruột. Bên cạnh đó, chị gái nữ diễn viên cũng thường xuyên diện trang phục hợp mốt, không hề thua kém mỹ nhân nào trong showbiz Việt. Nhiều người còn cho rằng, nếu không nói thì có lẽ đã nghĩ chị gái Ninh Dương Lan Ngọc là ngôi sao hay doanh nhân thành đạt. Trong một số sự kiện, Lan Anh vẫn song hành cùng cô em Lan Ngọc. Hai chị em khiến nhiều người trầm trồ, ví với Thúy Kiều Thúy Vân khi nhan sắc không xinh lệch là bao. Ngoài đời thường, họ cũng rất thân thiết, thường xuyên đi du lịch, đi chơi riêng với nhau. Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, cô được mệnh danh là ngọc nữ trăm tỷ của màn ảnh Việt. Mỗi khi xuất hiện, nữ diễn viên luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Mới đây trên mạng xã hội rầm rộ lan truyền thông tin, Ninh Dương Lan Ngọc ký kết hợp đồng với các công ty quốc tế livestream và mang người đi xuất khẩu lao động tại các quốc gia như Malaysia và Philippines. Tin đồn nhanh chóng được phía diễn viên Lan Ngọc nắm bắt, chia sẻ với South Star, đại diện truyền thông của Lan Ngọc cho biết. Một cá nhân tổ chức nào đó mạo danh Lan Ngọc bảo các bạn trẻ là Lan Ngọc muốn ký hợp đồng hợp tác quốc tế độc quyền công ty gì đó để đi qua Malaysia dạy livestream các kiểu. Và tất nhiên, điều này hoàn toàn không đúng sự thật, nhưng lại lấy tên Lan Ngọc nên phía công ty phải tức tốc đính chính. Trước sự việc này, người đại diện phía Ninh Dương Lan Ngọc đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Là người phụ trách cao nhất của công ty và cũng là quản lý trực tiếp của Ninh Dương Lan Ngọc, tôi khẳng định Ninh Dương Lan Ngọc không ký kết bất kỳ hợp đồng nào với các công ty quốc tế livestream và mang người đi xuất khẩu lao động tại các quốc gia như Malaysia và Philippines. Ninh Dương Lan Ngọc không trực thuộc các công ty có các hoạt động tương tự và những lời hứa hẹn, gợi ý, yêu cầu chuyển khoản đều không có thật và không liên quan đến Lan Ngọc hay công ty. Mọi người nên xác minh hoặc báo lại các cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện thông tin tuyên truyền sai lệch. Phía Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng rõ về vụ việc ồn ào trên, khiến người hâm mộ yên tâm phần nào. Các tin đồn không chính xác như trên làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh các nghệ sĩ. Đây không phải trường hợp đầu tiên xảy ra trong showbiz, mà vấn nạn này liên tiếp xảy ra, khiến không ít nghệ sĩ phải đau đầu. Chính vì thế, mỗi khi tiếp nhận bất kỳ một thông tin nào trên mạng xã hội, mọi người cần có cái nhìn khách quan, tìm hiểu rõ nguồn gốc sự việc, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, tuyên truyền tin đồn nhảm làm ảnh hưởng tới danh dự của người khác.